Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bác nhé, xin chào các anh chị nhé. Thì thời điểm đầu năm bên em cũng đang cố gắng để cập nhật liên tục cho các bác về những tình hình về những cái cây giống đầu năm nay em sẽ làm và cũng sẽ phát triển nhé. Thì như trước mắt các bác đây là cái cây giống bách xanh. Đấy, cái lứa bách xanh này đang khá là đẹp cho các bác ạ. Cây cao đẹp, cây được khoảng 20 hơn 20 rồi. Thì bách xanh hay cũng được nhiều người gọi với cái tên là cây pơ mu dạ, vì đây là cái cây mà rất là giống với cây pơ mu các bác ạ. Đây, đây ngay bên cạnh các bác đây cũng là cái cây pơ mu này. Đây, để so sánh cho các bác này. Đấy, rất là, nếu mà các bác nào mà chưa từng tìm hiểu về các loại cây này thì sẽ rất là khó có thể phân biệt được hai cái cây này nhé. Đấy, lá thì nó cũng gần tương tự với nhau. Đấy, các bác biết rồi thì các bác có thể phân biệt được, nhưng mà đối với những bác nào mà chưa tìm hiểu về cây này thì rất là khó để biết phân biệt được hai cái dòng này nhé. Đấy, cái bách xanh thì là một cái cây cây gỗ kích thước lớn đấy. Cây này thì hiện tại là cái cây mang lại giá trị kinh tế rất là cao nhé. Cây này kích thước trung bình, những cái kích thước về sau thì có thể cao từ 20 đến 25 mét. Đấy, bán kính của đường kính của thân thì có thể to đến cái mức mà 60 đến cho 80 cm các bác nhé. Cái cành lá của cái cây bách xanh này sau cũng khá là đẹp, nó sẽ tạo tán thành hình tháp. Hình tháp có nhiều cái loại tùng cảnh đấy, như kiểu mấy cái dòng tùng cảnh đấy thì khá là đẹp các bạn. Cái cây này là cái loại gỗ thơm, vì vậy mà cái sản phẩm gỗ từ cái cây bách xanh này cũng giá trị rất là cao. Vì có cái tính chất thơm mà cây bách xanh này cũng một phần cũng có thể thay thế với cái cây sản phẩm hoàng đàn đấy. Một phần có thể, tại vì hoàng đàn thì nó là hiếm rồi, nhưng mà bách xanh thì nó sẽ chậm hơn một chút, vì vậy mà cây này có thể thay thế được một phần cho cây hoàng đàn các bác nhé. Cái cây đấy, như cái cây này thì không chỉ trồng làm gỗ mà cây này được rất là nhiều người ưa chuộng để trồng cây bonsai. Đấy. Để em lấy ra cho các bác một cái cây giống của bên em nhé, cho các bác có thể quan sát kỹ hơn. Bách xanh này khá đẹp rồi, các bác về trồng thì không phải lo. Đấy, như trên tay em đây là một cái cây giống bách xanh, thân cũng khá đẹp rồi. Cây một luống thì nó sẽ có cây to cây nhỏ thôi, để đặt cho các bác có thể xem rõ hơn. Đấy, không chỉ làm cây gỗ mà còn cái hướng tán của cây này, khi nó được một cái kích thước nhất định rồi thì tán của nó rất là đẹp, được rất là nhiều người ưa chuộng trồng làm cây cạnh cái bonsai trong chợ, hoặc là các bác có thể trồng ở trước cổng. Đấy, đôi cây trước cổng khá là đẹp đấy. Cái cấu tạo lá nhìn cũng rất là ấn tượng đúng không các bác. Đấy, cái chỗ luống bên này thì cây khá là đẹp rồi, cây cứ trung bình cao từ 20 trên 20. Đấy, thì bên em chỉ có đảm bảo cho các bác là cái kích thước từ 20 đổ lên thôi. Đấy. Chọn thì lại hơi khó, chọn trước thì người sau lại toàn cây xấu thì cũng hơi khó, thì mỗi người chọn một, mỗi người lấy một lọt chọn một loại thì nó sẽ hơi khó, là bên em sẽ gửi theo luống đi, gửi đi theo luống. Đấy. Cây này thì đẹp hết rồi, cái lứa bên này rất là đẹp rồi. Còn bên kia thì em có cái
cây bầu lớn. Bầu lớn thì em sẽ cố gắng trồng cái kích thước to hơn, to hơn để cho các bác thấy được cái cây này khi lớn nó sẽ như thế nào. Đấy, em sang bầu bên kia, bên luống bên kia thì lại em sang bầu lớn. Bầu lớn để cho cây nó có thể phát triển cái kích thước lớn hơn, để nhiều bác lại thích những cây kích thước cao từ 50 đến 60 thì em sẽ cố gắng để cung cấp cho các bác. Đấy, video này em quay cho các bác về cây giống bách xanh. Cây này thì rất là đẹp rồi. Đấy, thời tiết, do thời tiết hôm nay cũng mưa nên là cũng âm u, nên là ra vườn thì cây cũng không được khô ráo cho lắm, nên là em cũng rất là ngại khi phải cầm cây lên. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.